Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Có lẽ là hồi tối hôm qua đến bây giờ thì có thể là một số anh chị đang ủng hộ phía chị Nguyễn Phương Hằng đã nhận được một cái thông tin cực kỳ là không có vui, đúng không? Đó chính là thông tin công an của tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án đối với chị Nguyễn Phương Hằng về điều khoản số 331. Nó cũng giống như là phía của công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố chị Nguyễn Phương Hằng. Bây giờ chúng ta cùng nhau điểm qua bài báo để xem coi bài báo viết như thế nào, rồi chúng ta bắt đầu tiếp tục phân tích bình luận xem cái việc khởi tố của công an tỉnh Bình Dương đó nó có phù hợp đúng quy định pháp luật hay không ha. Nội dung của bài báo thì được đăng trên báo Tuổi Trẻ Online, được đăng với tiêu đề đó chính là Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan bà Phương Hằng. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án với cùng tội danh để làm rõ đơn tố cáo của một số cá nhân đối với phía bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 22 tháng 4, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để làm rõ tố cáo một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Nội dung vụ án được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố tương tự với vụ án mà Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, để làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều khoản số 331 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với phía bà Nguyễn Phương Hằng, gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo bao gồm đưa thông tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Về khả năng có phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh nhập vụ án để điều tra hay không, trả lời Tuổi Trẻ Online, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay, việc điều tra của Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Hồ Chí Minh là độc lập với nhau. Tuy nhiên, sau này có thể gộp vụ án để một nơi xử lý hay không thì cơ quan điều tra sẽ xem xét trong quá trình làm rõ vụ án. Và như vậy thì đã rõ, thì ở đây là phía cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án rồi, và đây chính là sự thật khách quan, nó đã diễn ra. Chúng ta sẽ phân tích bình luận trên sự thật nó đã diễn ra ha. Vậy thì theo cái nguyên tắc đó, một người chỉ bị xử lý một lần đối với một tội danh là điều được hiến pháp và pháp luật quy định rất rõ ràng trong các bộ luật của mình rồi. Cho nên vì vậy, ở đây chúng ta thấy đó là Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng khởi tố vụ án. Ở phía Công an thành phố Hồ Chí Minh đó, thì khởi tố vụ án rồi, khởi tố bị can rồi là điều số 331. Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án rồi nhưng mà chưa khởi tố bị can thôi. Tuy nhiên đó, thì dù sao đi chăng nữa thì cũng đã khởi tố vụ án rồi. Còn cái chuyện khởi tố bị can đó, thật ra thì nó chính là quá trình về sau thôi, chúng ta không cần phải bàn. Vậy thì bây giờ nè, chúng ta xem xét kỹ lại. Cùng một tội danh mà hai quyết định khởi tố vụ án nó nằm ở hai tỉnh thành khác nhau đối với một người, vậy thì nó có trái pháp luật hay không? Rõ ràng nếu chúng ta nhìn đơn giản thì nó là trái đó, đúng không? Nếu mà nhìn theo kiểu đơn giản đó, bởi vì là một người chỉ bị xử lý một lần đối với một tội danh thôi thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy là trái. Nhưng mà nhìn sâu hơn, nhìn kỹ hơn dưới nhiều góc độ và đa chiều đó thì rõ ràng nó chưa có trái với quy định của pháp luật. Bởi vì tại sao? Bởi vì đó, nó chỉ trái khi và chỉ khi một hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý rồi, có bản án rồi mà đem ra xử lý lại đó thì cái đó mới gọi là trái quy định của pháp luật. Ví dụ nè, ví dụ chị Hằng là bị xử theo cái quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có bản án của tòa án thành phố Hồ Chí Minh rồi, mà sau đó là Công an Bình Dương cũng khởi tố về tội danh đó với những hành vi tương tự và đối tượng vi phạm cũng như là đối tượng bị hại y như bản án, thì lúc đó mới gọi là trái quy định của pháp luật. Còn ở đây chúng ta rõ ràng chúng ta chưa biết bị hại của hai cái quyết định khởi tố vụ án đó là ai hết, đúng không?
chúng ta hoàn toàn không biết, thì làm sao có thể nói rằng là trái với pháp luật được? Mà bản thân ở đây đó, bản án chị Hằng cũng chưa có luôn. Cho nên vì vậy, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can chẳng qua giống nhau về cái tội danh thôi, giống về tội danh thôi, chứ chưa hẳn là trái pháp luật nha. Chúng ta bàn kỹ thêm nè, thật sự ra đó, thì những gì tôi tiên lượng trước đây phần lớn là đều có cái kết quả nó hoàn toàn đúng như những gì tôi tiên lượng. Ví dụ như là vụ án của Thiền Am bên bờ vũ trụ nè. Nếu anh chị nào mà có xem kênh của tôi đó thì các anh chị thấy rõ ràng không? Tôi tiên lượng bản án gần cơ bản là giống đó. Sau đó thì vụ án của Mai Xuân Cường tôi tiên lượng cũng cơ bản là giống khoảng 90%. Sau đó thì có một cái vị khán giả cách đây khoảng một tháng thì tôi có live stream và vị khán giả đó có hỏi tôi rằng là việc chị Nguyễn Phương Hằng bị bắt, khởi tố bắt tạm giam đó thì có làm cho luật sư là bất ngờ hay không? Tôi cũng rõ ràng trả lời rất là bình thường, không bất ngờ. Bởi vì tại sao? Bởi vì nhìn theo diễn biến vụ việc và tôi có cảm nhận và tiên lượng rằng là chị Hằng bắt là trước sau thôi. Bởi vì tôi một cách khách quan thôi, bởi vì những hành vi trước đây có thể là chưa đến mức độ vi phạm pháp luật. Nhưng khi phía cơ quan chức năng là Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời chị Hằng lên nhiều lần, cũng nhắc nhở rồi. Và sau đó có một lần là mời anh Dũng lên để nhờ anh Dũng tác động chị Hằng thôi, không nói nữa. Tuy nhiên thì mọi chuyện nó đã xảy ra thì mọi người cũng biết hết rồi. Và cuối cùng thì buộc lòng phải khởi tố bắt tạm giam thôi. Cái điều đó là thật sự là giọt nước tràn ly. Mà khi nói đến giọt nước tràn ly đó thì tôi cũng có nói thêm như thế này. Trước đây tôi cũng có làm một cái video và tôi lý giải vì sao ha. Tôi lý giải vì sao chị Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam. Và tôi có nói một điều, nếu anh chị nào mà có nghe kỹ đó thì tôi nói nè, giọt nước tràn ly để làm cho chị Nguyễn Phương Hằng bị bắt là có liên quan đến một người đó, người đó là lãnh đạo. Cho nên là người ta không thể nào mà chỉ có thể nói người này người kia. Ok, có thể đến mức độ nào đó người ta du di tình cảm, người ta chưa xử lý. Và dĩ nhiên là khi chúng ta nói đến một vị lãnh đạo thì rõ ràng trước sau gì thì cũng bị bắt thôi. Cái chuyện đó là khách quan, nó đã diễn ra, chứ tôi cũng không có là đặt điều thêm nha. Và như vậy, cái tiên lượng của tôi ở thời điểm đó là gì? Là chị Hằng bị bắt vì lý do có liên quan đến một vị lãnh đạo, đúng không? Có nghĩa là đối tượng bị hại là một người. Còn ở đây đó, riêng về cái vụ án mà ở phía mà Công an tỉnh Bình Dương người ta khởi tố đó là liên quan đến 6 người. Có nghĩa là cùng một tội danh vi phạm là điều số 331, nhưng là hai đối tượng bị hại là khác nhau. Cho nên vì vậy, hai cơ quan ở đây là Công an Bình Dương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có quyền khởi tố hai vụ án là khác nhau. Tôi ví dụ như thế này, có một cái anh đó, anh đi đánh bạc ha. Đánh bạc là đánh bài đi, đánh bài với ba người. Sau đó anh ta mới bị công an bắt, thì anh ta có khai ra ngày hôm đó tôi đánh bạc với hai người, thì công an khởi tố bắt tạm giam về tội đánh bạc cùng với hai người kia. Xong rồi, một thời gian sau nữa, đang trong quá trình điều tra thì anh ta lại khai thêm là có đánh bạc với cái anh C nào đó ở cái huyện bên kia kìa. Thì lúc đó cơ quan chức năng của huyện bên kia đó mới mời cái người mà bị khai ra, thì người ta lên người ta cũng khai là có đánh bạc với anh này, thì cơ quan chức năng ở cái huyện kia sẽ khởi tố vụ án và khởi tố bị can luôn. Có nghĩa là tại sao? Cùng một hành vi đánh bạc, nhưng cái huyện này nè khởi tố anh là đánh bạc với hai người này, còn cái huyện kia đó là khởi tố anh đánh bạc với người còn lại của cái huyện đó. Cho nên cũng cùng một hành vi là đánh bạc, nhưng hai tội danh nha. Một tội danh là đánh bạc ở huyện này, một tội danh đánh bạc ở huyện kia. Cho nên đó chính là hai vụ án. Cho nên là trong trường hợp này cũng vậy, thì khi cơ quan chức năng của Công an thành phố Hồ Chí Minh khi mà họ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về điều số 331 đối với chị Hằng, có thể đối tượng bị hại là nhóm người khác hoặc là một người nào khác cụ thể. Còn đối tượng bị hại của Công an tỉnh Bình Dương xác định là 6 người báo đăng đàng hoàng. 6 người là gồm các ca sĩ, nghệ sĩ đó, là tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội danh số 331. Có nghĩa là người ta có quyền khởi tố hai vụ án là khác nhau, cùng một tội danh nhưng đối tượng bị hại là khác nhau, thì người ta có quyền là khởi tố hai vụ án. Và tuy nhiên đó, khi nói đến đây rồi thì chắc tôi nghĩ rằng là mọi người đang rất là đau lòng với lý do là vừa bị Công an Bình Dương khởi tố, rồi vừa bị là Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố nữa, thì có thể là chị Hằng tội chồng thêm tội, đúng không? Đúng, rõ ràng hai vụ án thì có thể là tội chồng thêm tội đó. Nhưng mà chúng ta phân tích sâu hơn một chút nữa nè. Rõ ràng là khi mà phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh họ đưa thông tin ra cho báo chí thì họ cũng không nói rõ cho chúng ta biết rằng là đối tượng bị hại là ai.
nãy giờ chúng ta thật sự chúng ta phân tích bình luận đó là cái sự suy đoán của tôi là liên quan đến một vị cán bộ. Chứ phía công an thành phố Hồ Chí Minh họ cũng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ một cái thông tin nào về phía là nhóm người bị hại trong vụ án mà công an thành phố Hồ Chí Minh họ đã khởi tố vụ án, đúng không? Rõ ràng nếu trong trường hợp mà công an thành phố Hồ Chí Minh mà đưa ra bản danh sách mà nó có 6 người của công an tỉnh Bình Dương công bố thì có thể trong trường hợp này người ta sẽ chuyển hồ sơ từ phía công an Bình Dương về công an thành phố Hồ Chí Minh để cùng là nhập vụ án lại. Bởi vì tại sao? Bởi vì đối tượng bị hại của công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố đó nó bao gồm luôn cả 6 người của công an Bình Dương khởi tố nữa. Có nghĩa là vụ án của thành phố Hồ Chí Minh nó có thể đối tượng bị hại nó lớn hơn nhiều, số lượng nhiều hơn là của công an tỉnh Bình Dương, và nhóm người bị hại của công an Bình Dương khởi tố đó nó nằm trong gói gọn của bị hại của công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, và vì vậy người ta có quyền là rút hồ sơ về theo nguyên tắc là phối hợp điều tra giải quyết vụ án, mà người ta có quyền là rút các bị hại đó từ vụ án đó về thành phố Hồ Chí Minh để mà nhập vụ án để mà xử lý. Và trường hợp đó là rất có lợi cho phía chị Nguyễn Phương Hằng, dù sao đi chăng nữa thì chị Hằng cũng chỉ bị xử có một lần thôi ha. Nhưng nè, điều xui rủi nè, trường hợp này tôi thật sự không mong muốn xảy ra nè. Đó chính là đối tượng bị hại của vụ án công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố đó nó khác biệt hoàn toàn với đối tượng bị hại của công an Bình Dương khởi tố. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống như tôi dự liệu đó, là đối tượng bị hại của công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố chị Hằng là chỉ có liên quan đến một người thôi ha. Người đó là ai thì mọi người tự biết đi. Còn phía bị hại của công an Bình Dương khởi tố liên quan đến 6 người. Như vậy đối tượng là khác nhau, không liên quan gì đến nhau hết. Thì chị Hằng sẽ bị xử ở hai tội danh, cũng là tội 331 thôi, nhưng ở nằm ở hai cái thời điểm khác nhau, hai cái bản án khác nhau, bởi vì hai quyết định khởi tố vụ án là khác nhau. Đó là chúng ta phân tích về mặt pháp luật thôi. Ở đây chúng ta không bàn là tôi có bên vực bảo vệ chị Hằng hay không, hay là tôi có như thế này thế kia đối với chị Hằng hay không. Chúng ta chỉ nhìn ở góc độ gọi là pháp luật. Và thật sự là với góc nhìn của tôi, một góc nhìn nó rất là khách quan, thì tôi có nhận định cá nhân của mình rằng đây chính là hai vụ án hoàn toàn độc lập với nhau. Đó là quan điểm của tôi. Tuy nhiên với cái quan điểm này của tôi đó, thật sự là bất lợi cho phía chị Nguyễn Phương Hằng. Cho nên vì vậy mặc dù pháp luật tôi vẫn phân tích và nhận định là về mặt pháp luật là như vậy, nhưng tôi cũng vẫn hy vọng rằng cái nhận định này của tôi là sai. Có nghĩa là sao? Tôi vẫn hy vọng rằng nhóm người bị hại của phía công an Bình Dương khởi tố đó nó nằm gói gọn trong cái nhóm người bị hại của công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố. Để chi? Để đem vụ án từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh nhập vụ án lại. Chúng ta rõ ràng và tách bạch nha. Về mặt pháp luật, về mặt theo dõi diễn biến vụ án thì tôi có quan điểm cá nhân rằng là đây chính là hai vụ án hoàn toàn khác nhau. Nhưng về mặt gọi là cảm tính, về cái mặt gọi là mong muốn của mình thì tôi nghĩ rằng đây chính là một vụ án và người ta sẽ gom hồ sơ từ phía công an Bình Dương về công an thành phố Hồ Chí Minh để mà giải quyết. Thật sự thì trước đây nếu mọi người có theo dõi kênh của tôi đó, tôi hoàn toàn là khi mà tôi tiên lượng và dự đoán thì hoàn toàn nó đúng khoảng là 80-90%, và tôi cũng hy vọng lần này tôi tiên lượng hoàn toàn không đúng nha. Tôi tiên lượng hoàn toàn không đúng, tôi hy vọng. Và nội dung của video ngày hôm nay đến đây sẽ phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.